hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, thần tài ban lộc, tiền bạc ùa về, làm ăn đắc thắng, trăm tỷ cầm tay, giàu có tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ, muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tuần lễ vàng trong tháng 7 âm lịch 2024, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, được lộc trời ban, vận số cực may, cực đỏ, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà, đổi đời đại gia, an nhàn sung sướng nhất họ. Người tuổi Quý Sửu tượng trưng cho sự cần cù, phải luôn nỗ lực vượt bậc mới thành công, họ là người nhẫn nại làm việc không biết mệt mỏi, rất khó làm thay đổi quan điểm ý kiến của mình, bởi họ thường là người hay cố chấp bảo thủ. Họ là người luôn thận trọng trong công việc nên thường được lãnh đạo tín nhiệm, nhưng lại có điểm yếu là dễ ngủ quên trong chiến thắng. Tuy bề ngoài mềm mỏng, chất phác, song họ lại là người rất thông minh, nhanh nhẹn, dù là người hướng nội nhưng cần thiết họ vẫn trở thành nhà hùng biện xuất sắc. Trong lúc hỗn loạn, họ luôn bình tĩnh xử lý và lập lại trật tự, họ luôn tôn trọng quan niệm truyền thống, kiên trì giữ một mẫu mực cố định nào đó, nên người khác dễ dàng đoán được hành động của họ, bởi người tuổi Quý Sửu là người theo chủ nghĩa truyền thống. Nên quá trình tìm hiểu dẫn đến hôn nhân của họ chắc chắn là rất dài, quan hệ của họ phải rất lâu người khác mới biết, họ là những người nói được, làm được, không ưa việc nợ nần, khi buộc phải thiếu nợ hay cho vay, họ luôn nhớ chính xác con số, thời hạn trả nợ và yêu cầu người khác cũng vậy. Trong gia đình họ là người gia trưởng, phải biết hạ lệnh thế nào và biết làm gì để người khác tuân theo. Họ rất yêu mến và tự hào về gia đình mình, song lại có yêu cầu rất cao với các thành viên trong gia đình. Người tuổi Quý Sửu là người rất thực tế, họ không để tình cảm xen vào công việc, có năng khiếu chỉ huy lãnh đạo, biết dùng kỷ luật để trói buộc người khác, không thích hợp với công tác ngoại giao hay những công việc có quan hệ tế nhị. Là người thẳng thắn, công minh, không hề muốn dùng thủ đoạn để đạt mục đích, do bản tính nghiêm túc nên họ sẽ dạy con cái đến nơi, đến chốn. Là người cha gương mẫu, không rượu chè, cờ bạc, một người vợ tuổi Quý Sửu sẽ luôn quan tâm chăm sóc từng miếng cơm manh áo cho chồng, đó là người vợ lý tưởng. Họ là người trung thành và hay giúp đỡ người khác, không ưa những nơi hội hè, đình đám, nên thường kết bạn với những người tuổi Tuất, Hợi. Mặc dù trong mắt mọi người, tuổi Quý Sửu rất ít sự thay đổi và sáng tạo, nhưng năm nay bạn sẽ làm thay đổi định kiến của mọi người về mình, bạn sẽ có những thay đổi kịp thời về công việc để kiếm ra lợi nhuận. Tuy nhiên, đừng kỳ vọng quá vào người thân hoặc một đồng nghiệp nào đó, tốt nhất bạn nên chung sức với người ấy để cùng hiểu và giải quyết những khó khăn chung. Người cầm tinh con trâu sẽ làm thay đổi cái nhìn của những người xung quanh về mình, bạn không còn cứng nhắc, có thay đổi mà có sự linh hoạt trong công việc và thu lợi nhuận lớn. Những người sinh năm Quý Sửu có tài vận phát vào lúc về già, vận số trong công việc thuộc loại lần lượt giải quyết vẹn toàn. Vì vậy, công việc lý tưởng nhất của họ thuộc loại làm thỏa mãn những vấn đề về tư tưởng, triết học cho xã hội. Hơn nữa bởi họ có tính tự tôn cao, tuy ngoài mặt ôn hòa nhưng trong lòng luôn nung nấu ý chí thể hiện mình. Không thích hợp với những loại công việc im hơi lặng tiếng, nói một cách cụ thể hơn, thì những công việc đại loại như là những nhà nghiên cứu khoa học, luật sư, nhà văn, nhà hoạt động xã hội là những ngành nghề thích hợp với họ. Sinh ra đã có tư chất lãnh đạo, rất đáng tin cậy và có khả năng làm việc lớn, nhưng người cầm tinh con trâu rất lặng lẽ trong mắt một số người. Họ nghiêm khắc đến khó tính, làm việc gì cũng rất từ từ và nguyên tắc, đôi khi họ trở nên không được tự nhiên lắm trước đám đông. Có điểm yếu của người tuổi này đó là ít quan tâm đến suy nghĩ của người khác mà thích làm theo ý mình. Bạn rất chân thành, nếu ai đó cần đến lời khuyên thì cứ tìm đến người tuổi trâu mà không sợ bị lừa dối hay đối xử hai mặt. Ngay thẳng, bộc trực nên nếu thấy chướng tai gai mắt, người tuổi trâu rất dễ nổi khùng nhưng ẩn giấu bên trong sự lạnh lùng, nhiều khi khó gần là một trái tim đa cảm,
giàu tình yêu thương. Người tuổi Quý Sửu sẽ đối mặt với nhiều thử thách trong tháng 7 âm lịch này. Mặc dù là người khó thay đổi, nhưng tháng này bạn sẽ linh hoạt hơn và sẽ có sự chuyển hướng trong công việc khá hợp lý. Có những lúc tinh thần của bạn đi xuống, nhưng tình hình đó chỉ là nhất thời. Người tuổi Quý Sửu không ngần ngại tìm cách vượt qua một cách ngoạn mục. Người tuổi Quý Sửu tuy vẻ ngoài lặng lẽ, nhưng trong lòng lại có một trái tim nồng nhiệt, thế giới nội tâm vô cùng phong phú. Đừng tưởng rằng ngày thường bạn luôn đủng đỉnh, thủng thẳng, mọi chuyện đều nhẫn nại, kiên trì. Kỳ thực, chẳng qua bạn giấu kín bản tính sôi nổi trong nơi sâu thẳm của tâm hồn, đa phần bạn bè, người thân đều không hiểu bạn. Tuy bạn có thế giới nội tâm phong phú, một trái tim nhiệt thành, nhưng đáng tiếc thường không suôn sẻ trong đường tình duyên. Bạn thường khá đơn độc, cô đơn, thỉnh thoảng gặp được người bạn tương đối thích, nhưng bạn vẫn không chủ động đi tiếp cận. Có cơ hội tốt đi chăng nữa, bạn vẫn không chịu giữ chặt lấy, mọi thứ đều vì sai lầm của bản thân bạn mà trôi đi như dòng nước. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, đúng tháng 7 âm lịch năm 2024. Tháng 7 âm lịch năm 2024, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Thìn, bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 8 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024 dương lịch. Thiên can Nhâm Thủy, địa chi thân kim, đặc trưng thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Xem tử vi tháng 7 năm 2024, tuổi Quý Sửu âm lịch, nguyệt lệnh lâm quan đới là tín hiệu tốt cho con đường sự nghiệp của những chú trâu. Bản mệnh đạt được những bước thăng tiến đáng ngưỡng mộ khi biết vận dụng hết những lợi thế sẵn có của mình. Thời điểm tháng 7 âm là tháng cô hồn theo quan niệm dân gian, chỉ một vài sơ suất nhỏ hay chủ quan cũng có thể tạo ra bước ngoặt bất lợi cho vận trình thăng tiến của bạn. Một khi rắc rối xảy ra, bạn sẽ phải đầu tư rất nhiều thời gian công sức để xử lý hết những chuyện đó, họa thị phi cũng khó tránh. Trong tháng có chính tài độ mệnh, tài lộc cũng khởi sắc hơn so với trước đó, đặc biệt là thứ tài đang rất vượng, đầu tư có lãi. Nếu có hứng thú, bạn nên tìm hiểu về hạng mục đầu tư yêu thích, bắt đầu từ quy mô nhỏ, dần dà tích lũy kinh nghiệm để đầu tư lớn. Về phương diện sự nghiệp, theo dõi vận trình sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu, trong tháng 7 âm lịch này, thái độ làm việc chăm chỉ và tích cực, chủ động đương đầu với thách thức của con giáp này đang mang đến cho bạn những thành quả xứng đáng. May mà bạn là con giáp chịu được sức ép, khó khăn đến đâu cũng không lùi bước, nên mọi chuyện rắc rối đến đâu cũng tìm được cách giải quyết, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, mọi thứ đều diễn ra êm thấm. Nguyệt lệnh lâm quan đới mang đến cho những chú trâu sự tự tin, tinh thần minh mẫn, tự chủ và khả năng làm việc độc lập tuyệt vời, đặc biệt với những ai đang giữ các chức vụ quản lý, chủ quản. Tháng này, công việc càng thêm hanh thông, làm tới đâu chắc tới đó, giữ được uy tín với cấp dưới, lại thêm các tinh tử vi xuất hiện cho thấy. Người đang đi học cũng có được thành tích đáng nể trong học tập, thi cử đỗ đạt cao, làm rạng danh tổ tiên dòng họ. Có thể thấy nỗ lực phấn đấu bấy lâu của bạn đang cho ra quả ngọt. Đây cũng là lúc bạn nhìn lại cả quá trình đó để rút ra những bài học quý báu cho bản thân. Một điều hết sức lưu ý là thời điểm này, nếu muốn mở rộng lĩnh vực sự nghiệp, mệnh chủ nên tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước và đặc biệt là cần phải tuân theo những quy định, nguyên tắc trong ngành thì mới có cơ hội thành công cao hơn. Nhất là khi tháng 7 âm là tháng cô, chỉ một vài sơ suất nhỏ hay chủ quan cũng có thể tạo ra bước ngoặt bất lợi cho vận trình thăng tiến của bạn. Tốt nhất hãy cẩn thận từ đầu để tránh mọi xui rủi có thể xảy ra. Về phương diện tài lộc, xem tử vi cho thấy tài vận của người tuổi Quý Sửu trong tháng 7 âm lịch không có điều gì quá lo ngại. Thậm chí có người may mắn còn có thu nhập khởi sắc hơn cả trước đó, cơ may trúng vé số không nhỏ, đặc biệt là thứ tài đang rất vượng, mạnh dạn đầu tư sẽ có lãi. Mặc dù đang trong tháng cô hồn, sức mua có xu hướng chung là giảm sút, nhưng nếu tìm được con đường kinh doanh của riêng mình, bạn sẽ thấy cơ hội vẫn đang rất rộng mở, dù có bất kỳ ý định đầu tư nào lúc này cũng cần phải hết sức cẩn thận. Trước đó, bản mệnh phải tính toán thật kỹ càng, điều tra thị trường cẩn thận, nắm được xu hướng hiện nay, khi đã làm được tất cả những điều đó thì mới nên đổ tiền đầu tư. Tiền bạc không phải cứ nóng vội là sẽ kiếm được, đừng quá nóng lòng muốn cầm tiền ngay trong tay. Muốn tài lộc tăng tiến một cách bền vững và chắc chắn thì cách tốt nhất là bạn hãy cứ làm việc thật chăm chỉ và nỗ lực. Những bước tiến trên con đường sự nghiệp của bạn sẽ nâng tầm tài vận rất nhiều luôn đó. Trong tháng 7 âm, bản mệnh cần hết sức tránh xa các trò đỏ đen, đừng phó mặc tài lộc của mình vào vận may rủi, kẻo tiền mất tật mang, việc vay mượn tiền bạc trong tháng cũng nên hạn chế. Thậm chí vay mượn tiền bạc để mở rộng kinh doanh là chưa phù hợp tại thời điểm này, cho người không uy tín vay tiền cũng là một rủi ro.
về phương diện tình cảm. Căn cứ vào tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, tin vui cho người Quý Sửu trong tháng này là chuyện tình cảm của bạn đang tiến triển hết sức thuận lợi, gia đạo yên bình, hòa thuận, không có biến cố nào xảy đến. Về phương diện sức khỏe, con giáp tuổi Quý Sửu nên hiểu rằng cân bằng việc nghỉ ngơi và làm việc mới là cuộc sống lành mạnh và đảm bảo sức khỏe. Hãy tập thói quen tốt này để đảm bảo một cơ thể khỏe mạnh, còn cứ nếu mải mê với công việc thì sẽ khiến cơ thể lao lực, tinh thần uể oải, thường xuyên mệt mỏi. Như vậy thì dù có bao nhiêu lý tưởng, bao nhiêu mục tiêu, bạn cũng chẳng thể thực hiện được với một cơ thể yếu đuối như vậy. Đặc biệt là trong tháng cô hồn, tinh thần lạc quan và minh mẫn rất quan trọng vì nó giúp cho con giáp tuổi Quý Sửu khỏe mạnh hơn, sức đề kháng tốt hơn để chống đỡ bệnh tật, nhất là những bệnh theo mùa như cảm, sốt xuất huyết, sốt, phát ban, từ đó giữ được suy nghĩ tỉnh táo, hạn chế sai sót có thể xảy ra. Bạn có thể nuôi dưỡng tinh thần của mình thêm phần khỏe mạnh bằng việc đọc sách và thường xuyên luyện tập thể thao, cũng như duy trì một chế độ ăn uống hợp lý. Sẽ rất tốt cho sức khỏe khi bạn chăm sóc cơ thể từ bên trong cho đến bên ngoài thì chẳng còn phải lo lắng gì nữa về các vấn đề liên quan tới cơ thể. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Quý Sửu có thể gặp được khá nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp trong tuần này. Ngay từ đầu tuần, bạn đã dành cho mình cơ hội khẳng định vị thế. Hãy tin tưởng bản thân và nắm chắc cơ hội mình có được. Tài chính cực kỳ rực rỡ, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần. Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng có thể kiếm được về một khoản tiền kha khá. Người làm công ăn lương không thiếu các khoản thưởng nóng, trong khi người làm ăn kiếm lợi nhuận tốt từ các mối đầu tư trước đó của mình. Tuy nhiên, căn cứ tử vi tuần này, sao Thiên Cầu chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người, khiến cơ thể mệt mỏi, kiệt sức. Với người đã lập gia đình, nếu có thời gian rảnh, bạn nên ở bên người thân của mình nhiều hơn. Mọi người ở bên nhau sẽ cùng tạo ra những kỷ niệm khó quên, giúp gắn kết cảm xúc và thêm hiểu về nhau hơn. Quý nhân, ngọ, thìn, tiểu nhân, mão, hợi. Màu sắc may mắn, xanh, hồng, con số phát tài, 47, 61, 83. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Con đường sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu không mấy bằng phẳng trong thời điểm này. Các mối quan hệ của bản mệnh với đồng nghiệp hoặc cấp dưới không được hài hòa, vì thế mà công việc không tiến triển như kế hoạch. Có lẽ bạn cần xem lại cách thức làm việc của mình. Ngược lại thì phương diện tài lộc khá khởi sắc, đặc biệt là với người làm ăn kinh doanh. Bạn là người quyết đoán nên dễ nắm bắt được cơ hội làm ăn trước đối thủ. Con giáp này luôn tin tưởng vào năng lực và cách nhìn nhận vấn đề của mình. Sự xuất hiện của sao Thiên Đức như một lời cổ vũ với bản mệnh. Chỉ cần bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vì thế, khi đứng trước khó khăn hay cơ hội thì bạn cũng hãy mạnh dạn tiến bước. Tiếc rằng, chuyện tình cảm cũng có những nốt khá trầm buồn. Vợ chồng bạn bằng mặt nhưng không bằng lòng. Vì thế, dù có lúc tỏ ra hòa hợp thì trên thực tế chỉ cần một khúc mắc nho nhỏ cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa nóng giận giữa đôi bên. Quý nhân, ngọ, thìn, tiểu nhân, tuất, mùi. Màu sắc may mắn, trắng, đen. Con số phát tài, 35, 71, 96. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Quý Sửu nhận được nhiều tin vui sự nghiệp trong tuần này. Bạn vượt qua được khó khăn, khẳng định được điểm mạnh của bản thân. Phương diện tài lộc chủ yếu phát triển vào cuối tuần. Có lẽ đây là lúc bạn đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực và vật lực, sẵn sàng đối đầu với đối thủ cạnh tranh. Tin rằng bạn có thể gây ấn tượng với khách hàng, kéo về nguồn lợi nhuận khả quan. Tuy nhiên, Bạch Hổ mang lại điềm báo, bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông cũng như lao động chân tay để đề phòng những sự cố đáng tiếc, đồng thời hạn chế làm việc quá sức mình. Chuyện tình cảm ít có điểm sáng, có thể là do bạn đã quá tập trung vào sự nghiệp của mình. Bạn cần xác định rõ điều mình cần trong cuộc sống này là gì, từ đó có cách cân bằng sự nghiệp và các mối quan hệ, không quá nghiêng về bên nào. Quý nhân, thìn, ngọ, tiểu nhân, mùi, dậu. Màu sắc may mắn, cam, trắng. Con số phát tài, 43, 69, 78. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Tuần mới,
Mở đầu một cách khá suôn sẻ với người tuổi Quý Sửu, bạn nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên nên việc khó cũng tiến triển suôn sẻ. Ngoài ra, bạn còn được người đi trước truyền dạy cho nhiều kiến thức hữu ích. Về tình hình tài chính khá hanh thông vào khoảng thời gian cuối tuần, bạn giữ chữ tín nên chinh phục được lòng tin của nhiều đối tượng khách hàng. Càng ngày bạn càng có thể mở rộng được quy mô làm ăn của mình, khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Tuy nhiên, xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, đại hao là dấu hiệu chứng tỏ bản mệnh sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong tuần này. Vì thế hãy có cách sử dụng khoản tiền trong túi hợp lý, không nên đua đòi cho bằng được người này, người khác. Phương diện tình cảm có khá nhiều điểm sáng, vợ chồng bạn đã hóa giải được những hiểu lầm từ trước đó. Vì thế mà các mối quan hệ lại hài hòa như xưa, trải qua khó khăn thử thách, hai người lại càng trân trọng nhau nhiều hơn. Quý nhân, Tỵ, Thìn, tiểu nhân, Dậu, Mão. Màu sắc may mắn, trắng, xám. Con số phát tài, 36, 54, 92. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 7 âm lịch. Tài vận đỏ rực, công việc mưu sự thành công, phú quý ập tới không ngớt. Hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không quý vị nhé. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết Bạch Lộ, người tuổi Quý Sửu sinh tháng này gặp nhiều khó khăn trong công việc, song lại được hưởng nhiều phúc lộc từ hương hỏa tổ tiên để lại. Chỉ cần có ý chí và cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ giành được thành công như ý. Họ là người tài nghệ tinh thông, có duyên ăn nói, biết tiến, biết lùi, ứng xử khéo léo, tương lai là người sự nghiệp thành công, đức cao vọng trọng. Người sinh tháng 8 âm lịch năm Quý Sửu có sức khỏe rất tốt, phúc khí vượng, cuộc đời ít phải trải qua hiểm nguy. Cũng không có nạn kiện cáo lao tù, họ là người thông minh lanh lợi, giỏi ứng biến linh hoạt, danh lợi đủ đầy, con cháu đầy đàn. Trong công việc, họ là người giàu tính sáng tạo, thường đưa ra những ý tưởng độc đáo, có thể trở thành người lãnh đạo, nắm quyền lực trong tay. Về già họ là người có địa vị trong xã hội, được người người nể trọng, có điều trên con đường sự nghiệp, người này đôi khi sẽ gặp phải những điều ngáng trở chứ không được thuận lợi, suôn sẻ tất cả. Tuy có lúc nản lòng rối trí, nhưng họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhờ đó mà gây dựng cơ nghiệp cho mình. Có thể nói, vận mệnh của người tuổi Quý Sửu sinh tháng 8 âm lịch khá tốt, tài lộc dồi dào. Tuy nhiên, họ có phần không tự thỏa mãn với bản thân, nên luôn luôn cố gắng không ngừng để thể hiện giá trị của bản thân. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ, người tuổi Quý Sửu sinh tháng này tuy xuất thân bần hàn, điểm xuất phát thấp hơn mọi người, nhưng lại có ý chí kiên cường, tất thành đại sự. Họ là người thông minh, mưu trí, có tài lãnh đạo, chuyện cơm ăn áo mặc cả đời không cần phải lo lắng, thời vận an hòa mọi sự như ý, cát tường, cuộc đời hạnh phúc lâu dài. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 9 âm lịch là người có ý chí ham học hỏi, họ cần cù chăm chỉ, học hành giỏi giang, trí tuệ hơn người, lại dũng cảm kiên cường. Trên con đường sự nghiệp, có thể nói họ giành được những điều mình mong đợi, vạn sự như ý, được quý nhân phù trợ và nâng đỡ rất nhiều. Họ là những người nắm quyền lực trong tay, có những bước thăng tiến rất cao, không bị kẻ tiểu nhân chơi xấu, cũng không bị bó buộc bởi gánh nặng gia đình. Luôn sẵn sàng tiến bước bất cứ lúc nào, họ có ý chí phấn đấu và luôn cố gắng không ngừng để gây dựng sự nghiệp, nhờ đó giành được nhiều thành công vang dội. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết Lập Đông, người tuổi Quý Sửu sinh tháng này có suy nghĩ độc lập, hành động thoải mái tự nhiên. Họ trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, chịu nhiều vất vả nhưng cuối cùng thì sự nghiệp vô cùng vượng phát, tài lộc dồi dào, con đường học vấn cũng rất hanh thông. Xem vận mệnh của người tuổi Quý Sửu sinh tháng 10 âm lịch, tiền vận chịu nhiều vất vả, rất thân cơ hàn, không được hưởng phúc lộc tổ tiên, họ phải tự thân vận động, không được nhờ cậy gì về gia đình mà hoàn toàn tay trắng lập nghiệp. Tuy nhiên, đến trung vận vượng khí phát, sự nghiệp bắt đầu có nhiều bước tiến triển tích cực, dần giành được nhiều thành tựu, có sự thăng tiến đáng kể. Tư duy nhanh nhạy giúp họ khá nhiều trong công việc, họ làm việc lý trí và quyết đoán, có khả năng làm việc độc lập tốt, cũng có khả năng sáng tạo cao. Người này có đầu óc kinh doanh khá tốt, rất hợp đi theo con đường kinh doanh, buôn bán, tài lộc cực vượng, không lo chuyện cơm ăn áo mặc, tuổi già phúc thọ song toàn, hưởng lộc an nhàn. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tuần lễ vàng tháng 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 7 âm lịch năm 2024 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh
và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình Minh Đường Tử Vi, chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.